thưa quý khán giả, một điểm nhấn là mừng sáng bức tranh nông thôn U Minh là cụm công nghiệp khí điện đạm được xây dựng trên diện tích hơn 200 hectare tại xã Khánh An, tạo ra nhiều việc làm ổn định cho lao động địa phương. Trên cơ sở nền tảng hạ tầng này, khu công nghiệp Khánh An đã hình thành tạo ra hệ thống đường giao thông, điện cấp thoát nước hoàn chỉnh, là điều kiện thuận lợi để khai thác tốt mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương. Nhắc đến U Minh, người ta nghĩ ngay đến cây tràm, và cây tràm là biểu trưng của vùng đất U Minh Hạ, cùng với nhiều loài động thực vật quý hiếm tạo nên nét đẹp hoang sơ của làng quê. Đây vừa là lợi thế, vừa là tiềm năng rất lớn để huyện U Minh phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Tiếp nối sự thành công qua các lần tổ chức sự kiện Hương rừng U Minh đã tạo ra ấn tượng đẹp trong lòng du khách, góp phần quảng bá vùng đất con người U Minh đến với du khách gần xa. Du lịch huyện U Minh thì trong những năm qua phải nói là có sự chuyển biến khá là tích cực, không chỉ đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế của huyện mà còn góp phần cái giữ gìn về phát huy giá trị văn hóa độc đáo, nét đặc trưng riêng của vùng đất U Minh. Thì để cụ thể hóa nghị quyết đại hội thì huyện cũng đã xây dựng và triển khai cái đề án phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Qua đó thì xác định mục tiêu du lịch cộng đồng là một cái phần quan trọng của nền kinh tế, xây dựng cái thương hiệu và phát triển theo định hướng thị trường đi trước. Trong đó thì tập trung khai thác 4 cái tài nguyên, đó là thị trấn U Minh, vườn quốc gia U Minh Hạ. Hiện nay thì huyện đang cái tập trung thiết kế rồi xây dựng cái logo linh vật của du lịch, rồi xây dựng các cái cụm pano office, rồi tổ chức cái lập cái đồ án quy hoạch xây dựng các cái xã thị trấn. Đồng thời thì đẩy nhanh cái tiến độ triển khai xây dựng và nâng cấp cái hệ thống hạ tầng giao thông, thực hiện các cái bước thí điểm về cái phố đi bộ tại khu vực thị trấn U Minh. Triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, U Minh có 7 điểm tham quan du lịch. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thu hút được trên 168.000 lượt khách đến tham quan với doanh thu 12 tỷ 811 triệu đồng. Từ làm tốt công tác bảo vệ và phát triển kinh tế rừng, sức hút của rừng đã kéo nhiều doanh nghiệp không tiếc tiền đầu tư vào trồng rừng thâm canh, mở ra cơ hội việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân. Trồng rừng thâm canh được xem là bước đột phá mới trong phát triển kinh tế rừng, với kỹ thuật xẻ mương, kê liếp, cây tràm cừ bản địa, tràm Úc và cây keo lai phát triển rất nhanh, đã rút ngắn được chu kỳ khai thác và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi hợp nhất từ các cái lâm trường rừng tràm thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ, thì công ty đã tiến hành thực hiện cái việc tổ chức trồng rừng từ cái thay đổi từ cái trồng rừng quảng canh truyền thống sang trồng rừng thâm canh với 3 loại cây trồng chủ lực, đó chính là cây keo lai, cây tràm cừ bản địa của mình và đồng thời cây tràm Úc. Thì phải nói từ cái việc mà chuyển đổi từ cái trồng quảng canh sang trồng thâm canh thì cái hiệu quả mà mang lại thì hết sức là thiết thực. Ngoài tiềm năng kinh tế rừng, người dân nơi đây còn trồng nhiều loại cây ăn trái phục vụ phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng như khu du lịch Sông Trẹm, Qua Tràm, Hương Tràm, Khang Huy. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, du khách sẽ hiểu thêm về văn hóa, vùng đất và nét hào sản gần gũi của con người nơi đây. Công ty cũng đã quy hoạch cái khu du lịch sinh thái Sông Trẹm ở ấp 17 xã Khánh Thuận với quy mô diện tích khoảng 110 hectare. Thì trong những năm gần đây thì công ty rất là quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thu hút khách tham quan du lịch, đặc biệt là quan tâm đến vấn đề nâng cao cái chất lượng dịch vụ, cũng như đa dạng văn hóa sản phẩm, rồi đào tạo cái nguồn nhân lực để đáp ứng cái nhu cầu phát triển cũng như là cái định hướng phát triển du lịch của tỉnh Cà Mau. Đặc biệt, vừa qua Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia U Minh Hạ đến năm 2025 với tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng. Vườn quốc gia U Minh Hạ được đánh giá là nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa, danh thắng và di tích lịch sử có tiềm năng phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch. Một trong 3 vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận năm 2009. Vườn quốc gia được thành lập thì với diện tích khoảng hơn 8.200 hectare, tuy nhiên đến năm 2016 thì được tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tăng thêm diện tích là hơn 8.500 hectare.
nhận thấy đây là một cái điều kiện phát triển du lịch rất là thuận lợi trong một trong hai điểm du lịch sinh thái rất là quan trọng của tỉnh. Cho nên là Ủy ban tỉnh có chủ trương cho chúng tôi xây dựng cái đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí tại vườn quốc gia Minh Hạ. Thì đến nay cái đề án chúng tôi đã hoàn thành xong. Sau khi mà mời được nhà đầu tư họ tham gia thì họ sẽ lập cái quy hoạch chi tiết 1/500, tỷ lệ 1/500. Sau đó thì họ sẽ tiến hành đầu tư. Dự kiến là họ xúc tiến đầu tư đúng theo kế hoạch thì khoảng giữa năm 25, giữa nửa cuối năm 25 thì sẽ có cái sản phẩm du lịch tại vườn quốc gia Minh Hạ. Cơ cấu kinh tế của huyện đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng khu vực kinh tế nông ngư lâm nghiệp giảm từ 42% xuống 39%, công nghiệp xây dựng từ 24,5% tăng lên 25,5%, dịch vụ từ 33,5% tăng lên 35,5%, thu nhập bình quân đầu người từ 50,6 triệu đồng lên 52,5 triệu đồng, tăng 1,9 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện U Minh đã tập trung sức mạnh khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 96.000 tấn, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt trên 28.000 tấn. Huyện có 6 sản phẩm ô cốp 3 sao. Hệ thống giao thông thủy lợi không ngừng được đầu tư phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân. Vừa qua thì huyện cũng đã tập trung các cái nguồn lực vào cái đầu tư để mà phát triển cái hạ tầng giao thông. Thì tính đến thời điểm hiện nay thì huyện có hơn 1.100 km đường giao thông. Ở trong đó thì đường tỉnh là chiếm hơn 100 km, rồi đường huyện là gần 270 km. Còn lại là cái đường giao thông thôn của cấp xã quản lý. Thì cái kết quả trên cái lĩnh vực này thì đã qua phải nói là cũng khá là quan trọng và toàn diện. Cùng với cái điều kiện khó khăn về cái địa hình, sông rạch như chúng ta đã biết đó là rất là chằng chịt. Rồi cái nguồn vốn đầu tư cũng khá là khiêm tốn. Vì vậy thì những tuyến đường cần phải tiếp tục đầu tư là xây dựng thì cũng còn khá là nhiều. Thì trong thời gian tới thì huyện cũng đã sẽ tiếp tục quy động các nguồn lực để mà phát triển cái kết cấu hạ tầng giao thông để đáp ứng cái nhu cầu phát triển của huyện trong thời gian tới. Ngoài việc phát triển kinh tế, U Minh luôn chú trọng đến công tác giáo dục và đào tạo. Hiện huyện có 45 trường học các cấp, trong đó trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 59,5%. Hệ thống y tế từ huyện đến xã không ngừng được cải thiện, cơ sở vật chất và chất lượng khám, điều trị bệnh không ngừng được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo. Đặc biệt, huyện không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo. Sau khi cái chia tách đi giữa hành chính thì cái tỷ lệ hộ nghèo của xã rất là cao. Nghèo cận nghèo luôn là khoảng 50%. Thì được cái sự quan tâm, chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban dân huyện, thì đảng bộ xã cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thì hàng năm thì cũng xây dựng cái nghị quyết thì cái kế hoạch giảm nghèo. Thì trong cái chỉ đạo, trong cái phát triển kinh tế xã hội thì xã cũng tranh thủ các cái nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hỗ trợ giống, rồi vốn rồi cho bà con hộ nghèo, rồi tranh thủ cái nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội và các cái nguồn lực đầu tư của nhà nước. Thì từ đó thì hàng năm thì tỷ lệ hộ nghèo là giảm từ 4% trở lên. Thì cuối năm 2022 thì tỷ lệ hộ nghèo của xã theo cái tiêu chí mới thì giảm hiện nay là còn 10,27%, là tương đương với 300 hộ. Từ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng đã tạo nên một dáng dấp mới cho U Minh hôm nay và trên bước đường đi tới. Thành tựu đó là kết tinh của sự đồng lòng, chung sức của đảng bộ và quân dân với tinh thần tự lực tự cường, cần cù sáng tạo, vượt khó khăn trong lao động sản xuất để đưa kinh tế xã hội địa phương không ngừng phát triển.